dành cho MC một tràng pháo tay số 9 đi ạ. Rất là ngưỡng mộ cái trạng thái của MC mà khi mà chưa ăn tối, một cái tinh thần rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người đang nghe tiếng Dũng chưa? Nếu mà chúng ta đang nghe đấy Dũng chia sẻ thì chúng ta hãy tương tác bằng những phím số 2 để chúng ta thay lời chào nhau được không ạ? Chúng ta hãy nhấn nhiều những phím số 2 được không ạ? Thay những lời chào nhau. Dũng xin chào tất cả những cô chú anh chị và các bạn ở ba miền Bắc Trung Nam đã có mặt ở phòng Zoom này đúng không ạ? Một buổi tối rất là tuyệt vời. Và hôm nay Dũng rất là may mắn là một trong những người may mắn được cái người lãnh đạo rất là ưu tú của hệ thống cho phép Dũng lên đây giao lưu chia sẻ có 10 phút thôi. 10 phút mà một cái câu chuyện 8 năm Dũng đến môi trường này, Dũng nghĩ là chắc là 80 phút cũng không hết á, chứ chưa nghĩ là 10 phút đúng không ạ? Nhưng mà lãnh đạo có một thông điệp là em làm sao mà 10 phút có thể là lột tả được tất cả những cái gì tinh túy nhất thông qua 8 năm em làm môi trường này. Các bạn có thấy khó không ạ? Rất là khó đúng không ạ? Bởi vì cái người lãnh đạo này là một người lãnh đạo rất là trí tuệ, và cái người lãnh đạo này là Dũng rất là ngưỡng mộ. Nên là chúng ta hãy dành cho một cái người lãnh đạo, một người chủ giảng hôm nay một tràng pháo tay số 9 được không ạ? Những tràng pháo tay số 9 tuyệt vời nhất được không ạ? Rất là tuyệt vời. Lời đầu tiên thì cho Dũng gửi lời cảm ơn tất cả những lãnh đạo trong hệ thống Radio Nama Việt Nam, đặc biệt là cho Dũng gửi lời cảm ơn đến người thầy kính yêu, đó là thầy Trần Hợp Vân, đã cho Dũng lên đây giao lưu cái câu chuyện lý do vì sao Dũng làm Amway với tất cả những cô chú anh chị và các bạn, những cái con người tuyệt vời nhất ở ba miền Bắc Trung Nam. Chúng ta hãy dành những tràng tim để cảm ơn những cái lãnh đạo tuyệt vời, và đặc biệt cảm ơn người thầy kính yêu của chúng ta được không ạ? Chúng ta hãy dành nhiều những tràng tim, những cái bông hoa tuyệt vời nhất để Dũng mượn những cái tràng tim đó để Dũng cảm ơn tất cả lãnh đạo, và đặc biệt cảm ơn người thầy kính yêu, và cảm ơn tất cả những cô chú anh chị các bạn chúng ta có mặt, có sự hiện diện của chúng ta trong phòng Zoom này. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dũng tên đầy đủ là Hà Văn Dũng, đến từ Bắc Giang. Trước khi đến với kinh doanh này thì Dũng là chủ thầu xây dựng như MC chia sẻ, và Dũng là một người mà thật sự xuất thân từ một vùng quê rất là nghèo, và bản thân nhà Dũng không có điều kiện nên là Dũng nghỉ học rất là sớm. Dũng chỉ học hết lớp 10 thôi. Và Dũng biết là cái cuộc sống nếu mà mình học ấy, thì bản thân mình cũng là một cái áp lực tài chính cho gia đình. Nên là Dũng quyết định Dũng dừng lại cái việc học tập để Dũng nhường lại cái học tập cho các em. Và lúc đó thì đơn giản là quê Dũng những cái năm đó thì năm 2000-2001 ấy, thì không có cơ hội gì ấy, để có thể là một người có thể là đi kiếm tiền. Bởi vì lúc đó ở miền Bắc là không có khu công nghiệp, chưa có khu công nghiệp. Và tất cả những cái cô chú anh chị ấy, tất cả những cái người mà họ đi ra ngoài ấy, đều vào thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thành phố Hồ Chí Minh đó là một cái từ mà rất là xa lạ với Dũng. Nhưng mà Dũng rất là ước mơ là mình có thể vào Hồ Chí Minh. Và thật sự khi mà mình mơ ước ấy, thì cái cơ duyên nó đến. Đó là năm 2003 thì Dũng cũng được cơ duyên vào thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua một cái lời giới thiệu rất là mỹ miều, đó là vào đó là em có thể là kiếm được tiền giúp đỡ gia đình đúng không ạ? Nhưng mà khi Dũng bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái viễn cảnh đó nó không đến với Dũng, bởi vì Dũng được đưa vào một cái công trường xây dựng và Dũng ở dưới tầng hầm á, suốt 3 tháng là chỉ khuân vác dưới tầng hầm, và mình thấy là cái công việc này nó rất là nặng nhọc, và đối với mình là một người mà không có sức khỏe thì mình thấy là cái công việc này nó không có tương lai và rất là mệt, và mình tìm đủ mọi cớ để mình có thể là thoát được cái môi trường đó. Và khi đó thì Dũng vào trong đó thì cũng chẳng có lương các bạn ạ, người ta chỉ nuôi ăn thôi, và thậm chí nhiều lúc mà ăn nó còn bữa được bữa cái. Nên là Dũng thấy là cái nếu mà mình tồn tại môi trường này thì mình sẽ không có tương lai, và mình tìm trăm phương ngàn kế để Dũng trở về miền Bắc. Thì sau đó thì Dũng trở về miền Bắc thì lúc đó thì không biết làm gì. Và sau đó thì gia đình cũng tạo điều kiện cho Dũng, đó là đi học nghề. Và khi mà Dũng đi học nghề thì gia đình nhà Dũng là đóng học phí cho Dũng học lúc đó là sửa chữa xe máy. Nhưng mà khi mà Dũng học được một tháng ấy, thì lúc đó là thời tiết ở Bắc đó là mùa đông, nó rất là lạnh. Và khi mà sửa chữa chúng ta thấy dầu mỡ đúng không ạ? Nó rất là đen tay. Nó đen tay và mỗi một lần đi về cọ kỵ là rất là khó khăn. Và Dũng thấy rất là cực luôn. Và đặc biệt hơn nữa thì Dũng nhìn thấy cái hình ảnh cái người mà thầy của mình á,
cái người mà mình học nghề ấy, thì nhà họ vẫn phải đi mướn và con cái vợ con của họ vẫn chen chúc ở cái nhà đó. Và mình thấy là cuộc sống rất là vất vả. Và nếu mà một cái cuộc sống mà cái người thầy của mình đã như vậy á, thì mình không có mơ ước. Và ngay từ lúc đó là Dũng đã thấy là đây không phải là cái đích để mình có thể hướng đến. Và bởi vì Dũng đã vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, và Dũng quyết định là bỏ tất cả những học phí, và Dũng quyết định là Dũng vào Hồ Chí Minh. Mặc dù lúc đấy là Dũng vào Hồ Chí Minh là Dũng giấu gia đình Dũng không biết. Lúc đấy thì những cái thông tiện, phương tiện mà điện thoại như bây giờ nó không có, và lúc đấy phải điện thoại bàn. Và Dũng cũng gửi thư thì phải mấy tháng thì gia đình Dũng mới biết là Dũng có mặt ở Hồ Chí Minh. Và cái lần này vào Hồ Chí Minh thì Dũng cho mình quyết định là Dũng phải ra một quyết định là mạnh mẽ. Dũng phải cho mình một cái tâm thái học tập và tâm thái mà làm sao đó mà quyết định là Dũng phải khởi nghiệp ở đây. Và Dũng cũng bắt đầu từ ngành xây dựng, bởi vì không có bằng cấp này, không có trình độ và không có tài chính, thì Dũng không có mối quan hệ, vào đây không biết làm gì cả. Sau đó thì Dũng lại tiếp tục vào xây dựng. Và lần này thì Dũng nỗ lực trong vòng một năm. Sau đó thì Dũng cũng ra ngoài, Dũng tự nhận công trình, ban đầu những công trình nhỏ thôi. Thì ban đầu vào thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có tiền, mình tiết kiệm. Nhưng sau đó thì ra làm chủ thì mình cũng kiếm được một chút rồi. Thì mình lại không giữ được tiền. Bởi vì lúc đấy là Dũng cũng còn rất là trẻ, 26, 27 thôi. Thì mình lại đổ vào tất cả những cuộc vui, cuộc chơi. Và mình cũng quên đi cái, đó là cái sự vất vả của bố mẹ ở quê. Lúc đó mình không nhớ, bởi vì trước khi mình ra đi thì mình cũng nghĩ là mình sẽ kiếm tiền, mình giúp đỡ bố mẹ để bố mẹ đỡ vất vả. Và có thể là phụ các em ăn học. Nhưng mà bởi vì cái xã hội nó rất là xô bồ, đúng không ạ? Chúng ta gần cái môi trường nào thì chúng ta sẽ quen môi trường đó, và tất cả những cái cuộc vui đó thì Dũng hầu như là cũng tham gia hết. Thì đằng đẵng như vậy là 8 năm, Dũng từ Sài Gòn này Dũng xuống miền Tây, và Dũng rất là nỗ lực, cũng kiếm được tiền, cũng có một chút ít gửi về. Nhưng cái định mệnh đó là năm 2010, khi mà Dũng đi ra ngoài Bắc ấy, Dũng về thăm quê thông qua là 3-4 năm. Thật sự các bạn là lúc đó là về đâu phải đơn giản đâu, về phải có rất là nhiều yếu tố để về. Bởi vì lúc đó là chỉ có hãng gọi là Vietnam Airlines thôi, nên là nó không có cái vé rẻ, nên là mỗi một lần bay về là một áp lực, đâu phải ai cũng được bay về đâu. Thậm chí một người công nhân mà đi về Bắc đó là một cực hình của cái người đó. Nhưng mà bản thân Dũng lúc đó là Dũng đã mua được vé máy bay Dũng về rồi. Nhưng mà khi mà Dũng về Bắc năm năm đó là 2010 á, thì là Dũng thấy là cái sự thay đổi ở quê nó quá lớn. Rất là nhiều những người bạn ở quê Dũng á, họ chỉ đơn giản là họ ở quê mà họ cũng thay đổi, họ lấy vợ này và xây nhà. Và đặc biệt mình thấy là bố mẹ mình già rồi, rất là nhiều những cái vết nhăn. Nhưng mà ngược lại là mình lại không giúp được cái gì cho bố mẹ. Và lúc đấy là mình giật lại mình luôn, lúc đấy nó cũng gần 26, 27 rồi. Mình bảo nếu mà mình không thay đổi á, thì liệu cái cuộc sống của mình bao giờ mới ổn định. Và mình rất là trăn trở, mình bảo nếu mà mình cứ đi như vậy á, không ổn định như vậy á, thì tương lai mình sẽ đi đâu về đâu. Và Dũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình. Thì may mắn sau đó thì khi mà Dũng đặt vé cứu hồi vào Hồ Chí Minh, có một cái người bạn ở Bắc, bạn ấy chia sẻ là ra đây làm với tao. Và Dũng ngay lập tức Dũng quyết định là không suy nghĩ gì cả, bỏ toàn bộ những cái gì mà Dũng gây dựng gần 10 năm ở Hồ Chí Minh và ở miền Tây. Dũng quyết định ra ngoài Bắc. Và thật sự đó là một cái quyết định mà Dũng nghĩ là cũng rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì nhiều người là không dám bỏ những thứ mà mình đã có để đến với một cái mới, và Dũng dám bỏ. Lần đó là lần thứ hai rồi và Dũng dám bỏ đi. Và sau khi đó thì Dũng ra ngoài Bắc, Dũng rất là nỗ lực. Thì năm 2011 thì Dũng lấy vợ, và thông qua sự nỗ lực thì Dũng cũng xây một cái căn nhà. Thực ra là cái căn nhà đó thì Dũng cũng nỗ lực đến thời điểm này. Thì thật sự các bạn, nếu mà ở quê Dũng thì những cái người mà xây được nhà, một là họ có điều kiện từ bố mẹ, hai là những cái người mà họ đi xuất khẩu lao động 3 đến 5 năm ở Tích Cóp về được xây nhà. Nhưng mình cũng rất là tự hào, bởi vì mình cũng là một người mà lao động chân tay thôi, nhưng mình cũng nỗ lực mình tự xây được cho mình cái nhà. Nhưng mà ngược lại thì sao, sức khỏe mình lúc đấy không còn nữa rồi. Năm 29-30 tuổi là 2 năm dòng dã mình đi viện. Và lúc đó thì mình chỉ bị một bệnh thôi. Nhưng mà dòng dã 2 năm thì mình từ một cái căn bệnh mà mình vào bệnh viện Bạch Mai, đó là mình chữa ra gần 10 bệnh.
Và mình đi bệnh viện á, thì mình không đi bảo hiểm mà mình chữa cái dịch vụ tốt nhất của bảo hiểm luôn. Và sau đó thì có một lần là mình ngồi nói chuyện với bác sĩ là liệu cái căn bệnh của em nó có đỡ không, mà ông ấy không trả lời được. Ông nói là hai à, em cứ uống hết cái toa thuốc này đi tái khám. Và sau đó thì Dũng thấy là cái từ tái khám này nó diễn ra với Dũng là 2 năm rồi, và lúc đấy là Dũng không tin bác sĩ nữa rồi. Bởi vì giáo sư, tiến sĩ rồi tất cả những cái gì tốt nhất của cái phòng khám dịch vụ là Dũng đi hết rồi. Nhưng mà từ một bệnh nó ra gần 10 bệnh như vậy là Dũng không thể có niềm tin ở bệnh viện nữa. Và quyết định cái tháng đó là Dũng không lấy thuốc. Và các cụ nói là có bệnh thì phải tư phương, đúng không ạ? Dũng đi tìm đủ các phương pháp ở bên ngoài để chữa bệnh. Thì thuốc Nam này, thuốc Bắc này, và cũng không cải thiện được. Nhưng mà khi thật sự may mắn là khi mà mình tìm kiếm thì luật hấp dẫn, đúng không ạ? Cái một bạn kỹ sư, bạn ấy nói là mẹ em dùng sản phẩm này tốt lắm, anh dùng thử đi. Lúc đấy thì Dũng được xem minh họa sản phẩm, và cái người minh họa sản phẩm cho Dũng lúc đấy là bà xã của MC hôm nay, là một rất là tuyệt vời. Và lần đầu tiên Dũng xem minh họa vitamin C á, lúc đấy là Dũng thèm luôn. Dũng rất là thèm, bởi vì rất là nhiều năm Dũng đi tìm kiếm cái sức khỏe cho mình. Nhưng mà cái hôm đó thì Dũng này nghe Dũng xem được cái minh họa vitamin C nó tuyệt vời như vậy, và Dũng không bao giờ Dũng nghi ngờ gì hết á. Dũng nói là có cái gì lấy hết cho anh. Và thật sự các bạn, Dũng phải cảm ơn cái người em đó. Thì nhân đây thì cho Dũng gửi lời cảm ơn đến cái người em, cái người lãnh đạo tuyệt vời của Dũng, đó là cái người lãnh đạo Trần An Huyền đã minh họa cho Dũng và nói cho Dũng về những cái sản phẩm tuyệt vời này. Và sau đó thì Dũng trải nghiệm sản phẩm một thời gian thì rất là tốt, nhưng mà lúc đó thì Dũng cũng không biết là có thể là kinh doanh được. Và rất là nhiều lần bạn này đến với phòng nhà Dũng ấy, ăn cơm xong rồi đi hội nghị, và rất là than phiền là em đi hội nghị em rất là chán và về nó rất là trễ, em rất là sợ ma đó. Và Dũng là chỉ là tò mò thôi, thì Dũng xin, Dũng là hôm nay anh về sớm này cho anh đi chơi với em buổi, lâu anh cũng không vào thành phố. Và hôm đấy thật sự các bạn rất là may mắn, Dũng chủ động Dũng xin đi như vậy. Thì hôm đó là đêm mơ ước, lần đầu tiên Dũng đến một cái môi trường đó là khoảng gần 100 người ở một cái khán phòng cũng rất là ấm cúng. Và Dũng nghe cái câu chuyện đường ống nước ấy, cái câu chuyện đường ống nước thì lần đầu tiên trong đời xem một cái thằng mập ấy nó dùng những xô nước rất là lớn và nó xách nhiều lần như vậy, và cái hình ảnh đó nó in sâu vào cái đầu mình, nó không khác gì mình á, mình xách những xô nước rất là lớn. Và cuối cùng nó bị tai nạn, nó nằm viện như vậy, và mình cũng y chang như nó cũng, mình cũng nằm viện. Và mình xem cái hình ảnh cái thằng gầy á, cái nó rất là thông minh, đúng không ạ? Xây dựng cái đường ống, và cuối cùng là chỉ cần duy trì bảo dưỡng đường ống thôi. Và cuối hôm đấy là mình lại gặp một cái anh đó là thiếu tá quân đội, anh ấy chia sẻ về kim tứ đổ. Và mình đặt ra một câu hỏi là ôi trời, hôm nay là tất cả mọi người nói cho mình như sao á, và tất cả tại sao này nó giống mình như nhỉ? Mình ở góc bên trái kim tứ đổ, và mình chỉ dùng sức, dùng thời gian của mình để đi đổi lấy cái đồng tiền, và cuối cùng thì sao, cứ chạy theo đồng tiền rất là vất vả. Và bên kia kim tứ đổ lại có một cái phương thức kinh doanh rất là tuyệt vời, phương thức mà có thể là dùng tiền để ra tiền và mượn cái đòn bẩy của tài chính để tạo ra tiền. Và cái người đó lại nói là nếu mà bạn muốn thay đổi cuộc sống, bạn phải chuyển từ góc này sang góc này. Và mình cũng rất là muốn chuyển, nhưng mình chẳng biết chuyển cách nào cả. Và khi mà đi về mình cũng là, bởi vì cái công việc bận á, mình cũng để ý đến, bởi vì lúc đấy là mình là năm cái dự án xây dựng, mình cuối năm 2014 âm lịch, và nó chuyển sang 2015 rồi. Nhưng rất là may mắn khi một buổi á, cái người em đó là cũng là cái bạn Trần An Huyền, lãnh đạo Trần An Huyền, bà xã của MC á, hẹn mình uống cà phê và chia sẻ cho mình về Đại hội Thành công và thầy Trần Hữu Vân. Sau đó thì bạn ấy phát động mình đến Đại hội công, thì mình nói là anh rất là bận thì sang năm anh sẽ đi. Và bạn ấy hỏi mình là anh bận bao nhiêu năm rồi. Và lúc đấy thì mình 12 năm trong lĩnh vực xây dựng, và bạn ấy hỏi là vậy anh có trả lời được bao giờ hết bạn không, có ai hỏi chúng ta cái câu hỏi đấy chưa ạ? Và Dũng nghĩ trong đầu là thật sự bạn này có vấn đề. Dũng đã làm xây dựng 12 năm rồi thì khi nào mà Dũng không còn sức nữa thì thôi, đúng không ạ? Khi nào về già, khi nào không còn sức khỏe thì mới thôi chứ. Nhưng bạn ấy hỏi cái câu thứ ba là nếu mà anh muốn trả lời câu đó, anh hãy cho mình cơ hội đến với Đại Thành Công. Thật sự các bạn, lần đầu tiên có cái người mà hỏi cho mình những câu hỏi đó. Và Dũng nói là ok,
sang năm đầu năm xây dựng nó rất là rảnh thì đầu năm anh sẽ đi. Nhưng các bạn là cái câu hỏi đó nó cắm ở trong đầu mình và suốt trong vòng một tuần á, mình cứ suy nghĩ và mình đặt tự đặt ra câu hỏi là nhỡ đâu nó có thật thì sao, nhỡ đâu những cái lời của bạn ấy chia sẻ nó có thật thì sao. Và mình mới tự động mình nhắn, mình nói là ok đặt cho anh cái thư mời. Và trong vòng gần 10 ngày á, mình sắp xếp rất là nhiều công việc. Cái xin lỗi là mình mấy ngày nay thì chia sẻ hơi nhiều nên là giọng nó hơi kém, chúng ta hãy cho Dũng những tràng tim được không ạ? Ok, chúng ta hãy cho Dũng là những tràng tim, bởi vì Dũng là một người rất là năng lượng, rất là trạng thái, nên là Dũng là chia sẻ là trên sân khấu là rất là ok, nhưng mà hôm nay Dũng tự nhiên là mình hưng phấn với một điện thoại, nó cảm giác nó sao sao ấy, nên là Dũng rất là cần cái khích lệ động viên của cô chú anh chị các bạn ạ. Và chủ giảng cho mình có 10 phút là hết 10 phút rồi, mình không biết chia sẻ cái gì nữa. Sau khi mà bạn ấy chia sẻ như vậy thì Dũng cứ suy nghĩ và mất ăn vẫn ngủ cả một tuần. Và Dũng quyết định là ok đặt cho anh cái thư mời đi. Và trong vòng 10 ngày đó thì Dũng làm ngày làm đêm luôn. Dũng thu xếp tất cả những công việc nào có thể là hoàn thiện được thì Dũng hoàn thiện. Sau đó thì Dũng cũng đến được Đài Hồng Kông. Lần đầu tiên trong đời Dũng biết được cái môi trường đó là nó láo nhiệt, nó hưng phấn như vậy. Và tại sao những cái con người ở trong đây nó thân thiện như vậy. Và thật sự các bạn ơi, ngày đầu tiên Dũng không có mở lòng, bởi vì sao? Dũng hai cái điện thoại cứ suốt ngày Dũng ra ngoài Dũng nghe điện thoại. Rất là nhiều người gọi điện thoại cho Dũng, bởi vì Dũng không có tâm trạng nào Dũng nghe ở Đài Hồng Kông. Nhưng cuối chương trình hôm đó, Dũng nghe được một người anh đó là giám đốc xây dựng. Anh ấy đến với môi trường này. Anh ấy là một người Dũng rất là ngưỡng mộ trong truyền thống, bởi vì anh ấy cũng là người đồng hương với Dũng. Anh ấy cũng lên SP rồi. Và anh ấy chia sẻ những giá trị thông qua mà anh ấy kinh doanh ở môi trường này anh ấy đạt được. Và anh ấy chia sẻ những cái giá trị thông qua kinh doanh này anh đạt được. Và Dũng rất là thèm cái giá trị đấy luôn. Và anh ấy chia sẻ là tất cả những giá trị này trên đời có thể chờ đợi được, nhưng riêng sự hiếu thuận không để chờ đợi, dù là chỉ là một phút. Và từ lúc đó là Dũng mở lòng mình ra, Dũng tắt điện thoại, Dũng nghe. Và từ đó là tất cả những cái gì mà những người diễn giả trong đầu á là chia sẻ là Dũng nghe hết. Và rất là may mắn khi cuối ngày hôm đấy mình nghe được cái câu chuyện huyền thoại của thầy Trần Hồng Vân. Một cái người thầy mà thật sự lần đầu tiên trong đời mình gặp, mình đã có cảm giác là đây là cái người mà mình rất là ngưỡng mộ rồi. Bởi vì Dũng cũng thi công rất là nhiều với những cái đơn vị, là những cái chủ tịch của các tập đoàn. Họ rất là giàu ở đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà khi mà họ xuất hiện, cái đó là cái nỗi ám ảnh cho những cái người mà nhân viên của họ, nỗi ám ảnh cho rất là nhiều người khác. Nhưng mà tại sao thầy Trần Hiểu Vân là một người mà thành công toàn diện như vậy, nhưng thầy có một cái ánh mắt rất là dịu hiền. Và thông qua cái ánh mắt của thầy, thông qua cái bắt tay của thầy ấy, truyền cho mình một cái năng lượng, truyền cho mình cái niềm tin là nhất định bạn có thể làm được. Và thông qua cái câu chuyện của thầy ấy, nó kích thích Dũng vô cùng luôn. Và hình ảnh của thầy đưa ra gia đình đi du lịch, và cái hình ảnh đấy thì Dũng rất là khao khát. Và Dũng thông qua cái hình ảnh đấy, Dũng là nói là đây mới là cái cuộc sống mà Dũng ước mơ. Và từ ngay từ lúc đó là Dũng quyết định là đây là cái sự nghiệp là nhất định Dũng sẽ thành công. Và Dũng sẵn sàng trả giá là 10 năm, thậm chí 20 năm luôn đối với cái sự nghiệp này. Nên là Dũng có một cái tâm thái là các bạn, không biết là các bạn như nào, thì ngay từ ngày mà Dũng đến với Đại Hồng Kông, Dũng đã có một cái tâm thái là Dũng sẵn sàng đánh đổi 20 năm để có thể lên SP luôn ấy, chứ không phải là thành công lớn trong kinh doanh này đâu. Bởi vì Dũng là một người không được học đại học, nên là trong đầu Dũng không có cái gì cả. Nên là Dũng ấy, là quyết định là 20 năm trong kinh doanh này học lại từ đầu luôn. Nên là rất là nhiều người vào có một thời gian 1 năm, 2 năm là muốn kết quả rất là phi lý, đúng không ạ? Chúng ta trồng cái cây vải ở quê Dũng á, mất 5 năm, 10 năm mới có trái. Còn nếu mà chúng ta muốn trái giả, chúng ta có thể mua về chúng ta gắn, đúng không ạ? Kinh doanh này cũng y chang vậy á. Chúng ta không thể dùng một cái con đường tắt mà đến được kinh doanh này. Và khi mà Dũng hiểu ra giá trị kinh doanh này là bắt đầu từ đâu, đó là bắt đầu từ Đại Hội Công. Và cái khó khăn bắt đầu ập đến với Dũng, bởi vì thầy chỉ tổ chức Đại Hội Thành Công có mấy lần thôi, và thầy không tổ chức Đại Hội Thành Công ở ngoài Bắc nữa. Và tất cả những cái người Bắc lúc đấy là phải vào thành phố Hồ Chí Minh. Và cái người lãnh đạo của Dũng là nói là ai là người đi vào thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại Hội Thành Công, và Dũng là người đầu tiên giơ tay nói là tôi. Và lúc đó là bởi vì sao, Dũng nghĩ là môi trường này á, cũng như cá mà không có nước sẽ là chết, đúng không ạ? Và cái môi trường này mà không có Đại Hội Thành Công chúng ta cũng chết. Nên là thông qua cái môi trường này á, là Dũng biết là đây là cái môi trường là mình nhất định phải đến. Và Dũng quyết định Dũng để lại mọi thứ, gia đình, công việc, mọi thứ Dũng vào thành phố Hồ Chí Minh để Dũng học tập tất cả lãnh đạo và đặc biệt thầy Trần Hồng Vân.
Và thông qua cái môi trường này á, Dũng đã học được rất là nhiều, tất cả những lãnh đạo trong môi trường này, và đặc biệt là cái lãnh đạo mà chủ giảng hôm nay. Khi mà Dũng vào thành phố Hồ Chí Minh á, là Dũng thuê nhà ở gần nhà cái người lãnh đạo này, để làm sao Dũng rất ngưỡng mộ cái người lãnh đạo này. Và Dũng thuê nhà ở quận 2, và lúc đấy anh ở Khang Điền. Dũng hàng ngày là Dũng chỉ cần một tuần là Dũng gần anh được một buổi cũng được, để học được cái tư duy tư tưởng của anh đấy. Và từ đó đến giờ là hầu như là tất cả những đại hội Dũng đều tham dự, trừ những cái đại hội mà những cái lúc mà nó biến cố về nhất rất nhiều vấn đề mà Dũng cũng không tiện nói ra. Nhưng khi mà Dũng tham dự đại hội, Dũng vô cùng hưng phấn, và kể cả khi mà không có đại hội cũng rất là hưng phấn. Nên là Dũng có một cái quan niệm là gì? Không bao giờ Dũng bỏ hội nghị, không bao giờ Dũng bỏ đại hội thành công. Nên là tất cả chúng ta ở đây, nếu mà chúng ta muốn thành công ấy, thì đơn giản là chúng ta hãy đến với đại hội thành công. Và dòng giá rất là nhiều năm như vậy thì hầu như là tất cả đại hội thành công Dũng đều đến ấy. Và Dũng chưa bao giờ trả giá cho đại hội thành công. Và thông qua cái đại hội thành công này á, Dũng trưởng thành rất là nhiều. Và Dũng có thay đổi tư duy rất là nhiều. Thông qua đại hội thành công này, Dũng có niềm tin và nhất định Dũng sẽ là một diamond. Và mục tiêu của Dũng á, nhất định năm 2024 này Dũng sẽ là một emerald. 2025 nhất định Dũng sẽ là một diamond. Và 2026 Dũng sẽ là một emerald. Và 2028 nhất định Dũng sẽ trở thành một FC. Dũng có niềm tin là Dũng làm được. Bởi vì sao? Bởi vì trên Dũng có rất nhiều những cái người lãnh đạo rất là tuyệt vời. Trên Dũng có rất nhiều những cái người tuyến ngang, tuyến ban rất là tuyệt vời. Và môi trường Dũng đến đó là môi trường đại hội thành công là độc nhất vô nhị, đúng không ạ? Và hôm qua Dũng nghe cái lãnh đạo Phương Thảo chia sẻ là ở đất nước Việt Nam mình có 41 hệ thống, nhưng mà hệ thống của chúng ta doanh số đã chiếm đến hơn là gần 50%. Nên là Dũng rất là hưng phấn. Dũng đã được nhắc giờ rồi, nên là Dũng không có thời gian chia sẻ nhiều. Nên là tất cả chúng ta hãy có một niềm tin là Dũng làm được, tất cả chúng ta đều làm được, đúng không ạ? Vâng, Dũng xin cảm ơn tất cả những cô chú chị các bạn đã lắng nghe cái câu chuyện của Dũng. Dũng hy vọng là một ngày nào đó Dũng lên Diamond, lên EDC, thậm chí lên FC. Cái câu chuyện của Dũng trên sân khấu 10.000 người sẽ truyền động lực cho tất cả những cô chú chị ở đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại.